nằm ở trung tâm của quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long. FLC Grand Hotel Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được giới thiệu là khách sạn 5 sao kiểu căn hộ bao gồm 649 phòng khách sạn và thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, mang hơi hướng Địa Trung Hải với đầy đủ tiện nghi, nội thất tiêu chuẩn quốc tế và mang đến cho du khách những giờ phút thư giãn trọn vẹn. Thế nhưng, nó lại đang khiến cho hàng trăm nhà đầu tư điêu đứng và gần như là trắng tay sau nhiều năm vì lỡ đầu tư cho thuê căn hộ tại chính dự án này. 84 tuổi, ở độ tuổi này, đáng ra ông Phạm Xuân Thạc có thể vui vầy bên con cháu an hưởng tuổi già. Thế nhưng, nghe lời mời gọi hấp dẫn, ông đã bán nhà và cùng con trai xuống tiền đầu tư 3 căn hộ tại dự án Grand Hotel Hạ Long, để rồi giờ đây phải đi thuê trọ. Căn hộ mua không thấy đâu, tiền thuê căn hộ theo hợp đồng đã ký kết cũng không được trả. Không còn cách nào khác, ông cùng với hàng chục chủ sở hữu khác của dự án phải dắt díu nhau đi đòi lại quyền lợi của mình. Lúc đó ông kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân hãy đầu tư vào mảnh đất vàng này có 102 của Quảng Ninh. Chúng tôi sẽ sòng phẳng với các nhà đầu tư, sẽ trả tiền lợi nhuận sòng phẳng hàng tháng. Chính vì đó mà gia đình tôi mua 3 căn ở trong này. Tôi là tuổi hiện nay là 84 rồi, hai vợ chồng tích cóp cả cuộc đời làm được mua được căn nhà. Sau đó thì bán đi theo tiếng gọi của ông đầu tư vào đây nhiều năm nay. Ông khai thác, ông không trả tiền chúng tôi. Với hy vọng có tài sản tích lũy để trang trải cuộc sống sau này, chị Nguyễn Thị Tiên Duyên đã quyết định xuống tiền mua một căn hộ tại dự án Grand Hotel Hạ Long vào cuối năm 2018. Tin tưởng vào cam kết của công ty cổ phần tập đoàn FLC, chị Duyên đã nộp đủ 95% số tiền giá trị căn hộ theo hợp đồng mua bán và đã nhận bàn giao căn hộ khi dự án hoàn thành. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển FLC Hạ Long là đơn vị đứng ra khai thác vận hành dự án, ký hợp đồng thuê và quản lý tài sản với nhà đầu tư, chủ sở hữu hợp pháp của căn hộ. Tuy nhiên, ngay khi đến hạn thanh toán tiền thuê vào cuối năm 2019, công ty FLC Hạ Long đã không thực hiện trả tiền theo cam kết từ đó cho đến nay. Sau kỳ 1 năm 2020 thì FLC Hạ Long là không trả bất kỳ một đồng nào cho các chủ sở hữu nữa. Cũng lên trực tiếp để tập trung để đòi tiền và xin gặp lãnh đạo nhưng cũng không tiếp cận được. Cái người mà được thẩm quyền giải quyết cũng chỉ tiếp cận được các nhân viên hoặc là những cái người mà không có thẩm quyền, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau và xuống trực tiếp căn hộ của mình thì cũng không gặp được, không được tiếp cận căn hộ, cũng không đặt được cái phòng theo như hợp đồng cho thuê là được 15 quyền sở hữu là 15 đêm để nghỉ dưỡng trong cái quần thể của FLC, nhưng cũng rất là khó khăn để mà đặt được, rất là ít. Cùng chung cảnh ngộ, hàng trăm chủ sở hữu khác mà chủ yếu là trung niên, người già đều trong tình trạng tiền mất, tật mang vì đầu tư căn hộ dự án Grand Hotel Hạ Long. Tới năm 2020, FLC chây lì không trả. Chỉ yêu cầu là FLC trả cho tôi cái nghĩa vụ tài chính như trong hợp đồng. Nếu mà không làm được á, thì yêu cầu là trả lại cho tôi căn hộ để tôi còn tính tiếp. Chứ còn bây giờ là tôi thấy là tất cả là lơ lửng trên không khí, không giải quyết được vấn đề. Theo các nhà đầu tư, năm 2017, công ty FLC giao bán căn hộ nghỉ dưỡng tại dự án Grand Hotel Hạ Long có địa chỉ tại cột 3, cột 8, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó chỉ định công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển FLC Hạ Long ký hợp đồng thuê và quản lý tài sản từ năm 2019 với cam kết trả tiền thuê 12% một năm trong 8 năm liên tiếp trong bất kỳ hoàn cảnh nào và mỗi năm được 15 đêm nghỉ miễn phí. Sau đó, tỷ lệ thanh toán tiền thuê sẽ căn cứ vào thu nhập sau thuế và chia theo tỷ lệ 85-15 giữa chủ sở hữu và đơn vị vận hành. Chính điều này đã đánh trúng vào tâm lý các nhà đầu tư. Người thì vay ngân hàng, người thì sử dụng hết số tiền tích góp hay tiền về hưu để đầu tư dự án, để rồi thứ nhận được là những trái đắng cả về vật chất và tinh thần vì FLC Hạ Long đã không thực hiện trả tiền theo cam kết. Nhà đầu tư cũng không được nghỉ 15 đêm theo nhu cầu, trong khi căn hộ đã bỏ tiền mua cũng không lấy lại được. Trong cái trường hợp này thì giữa các chủ sở hữu căn hộ và công ty FLC Hạ Long có ký với nhau cái hợp đồng thuê và quản lý tài sản. Và theo quy định của pháp luật cũng như là trong hợp đồng thì đều quy định rất rõ về cái nghĩa vụ của
chủ đầu tư trong cái việc thanh toán tiền thuê. Cụ thể là trong quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 thì điều 481 cũng quy định về việc là bên thuê phải có trách nhiệm thanh toán cái giá thuê theo đúng cái thỏa thuận tại hợp đồng. Tuy nhiên là trong cái quá trình thực hiện hợp đồng thì công ty FLC Hạ Long đang vi phạm cái nghĩa vụ thanh toán của mình. Condotel là mô hình bất động sản kết hợp giữa căn hộ và khách sạn, mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn với lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ việc cho thuê. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng màu hồng như những lời quảng cáo. Nhiều nhà đầu tư đã phải điêu đứng khi đầu tư vào phân khúc bất động sản này. Từ năm 2019-2020 đến nay, thì các chủ sở hữu thì đã nhiều lần đi đòi trực tiếp từ công ty FLC Hạ Long tại Quảng Ninh và trụ sở FLC tại Cầu Giấy. Tuy nhiên thì FLC Hạ Long thì luôn viện dẫn các lý do khác nhau để trì hoãn và cố tình không trả tiền như giao kết trong hợp đồng thuê tài sản. Và theo các chủ sở hữu căn hộ thì vì quá bất lực trước hành động coi thường khách hàng và vi phạm cam kết trong hợp đồng, nhiều chủ sở hữu đã khởi kiện công ty trách nhiệm hạn đầu tư và phát triển FLC Hạ Long ra Tòa án Nhân dân thành phố Hạ Long từ năm 2022. Đến nay thì vẫn chưa được xét xử. Và lý do tại sao vụ việc lại kéo dài quá lâu trong khi các hoạt động kinh doanh của khách sạn Grand Hotel Hạ Long thì vẫn diễn ra hết sức bình thường? Tất cả sẽ được chúng tôi thông tin tiếp theo trong các bản tin của chương trình. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao về chủ động các giải pháp ứng phó với bão số 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão quốc tế có tên là Toraji đã đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong năm nay. Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của cơn bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Các bộ ngành theo chức năng chủ động chỉ đạo phối hợp với các địa phương ứng phó với diễn biến của cơn bão số 8. Sáng ngày 12 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tiếp tục trả lời các câu hỏi được đại biểu Quốc hội chất vấn vào chiều ngày 11 tháng 11. Theo đó thì nhiều vấn đề liên quan đến thuốc kê đơn được bán tràn lan hay là việc một số phòng khám tư nhân bị tạm đình chỉ lại mở cơ sở mới được nhiều đại biểu quan tâm và đặt câu hỏi. Theo đó thì một số đại biểu cho biết, quy định dược sĩ phải có mặt tại nhà thuốc khi mở cửa hoạt động, thuốc kê đơn chỉ được bán khi có đơn của bác sĩ. Tuy nhiên hiện nay, hầu hết nhà thuốc không có dược sĩ, thuốc kê đơn thì không có đơn mà vẫn được bán một cách tràn lan. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, bà cũng rất quan tâm đến nội dung này. Cụ thể cách đây mấy ngày, bà đã trực tiếp đeo khẩu trang, bịt mặt ra hàng thuốc gần nhà để mua thuốc kê đơn hiệu Sendusan. Người bán hàng có nói thuốc này phải có đơn thuốc thì mới bán được. Và Bộ trưởng cũng khẳng định là trong thực tiễn, có người này người khác nhưng mà cơ bản hình thức này đã được tăng cường quản lý. Theo đó, Bộ Y tế đã triển khai quy định, quy chế hệ thống kê đơn điện tử quốc gia. Và đây là một hệ thống quản lý thống nhất trên toàn quốc và giúp cho các cơ sở y tế, nhà thuốc quản lý được đơn thuốc và giám sát bán thuốc theo quy trình minh bạch. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, người chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn, dược của cơ sở kinh doanh nói chung và của cơ sở bán lẻ nói riêng là người chịu trách nhiệm cao nhất trước pháp luật về mọi hoạt động chuyên môn của cơ sở.